Chào mừng quý vị đang quay trở lại và theo dõi bản tin FBNC ngày 3 tháng 4. Thông tin từ Sở Nội vụ thành phố Hà Nội cho biết là tính đến hết quý 1 năm nay, Hà Nội đã cơ bản sắp xếp xong các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh giản và phù hợp với thực tiễn. Hà Nội đã giảm được 254 các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố và đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở ngành quận huyện thị xã. Cụ thể, trong quý 1 năm 2017, Hà Nội đã rà soát sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố và đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, từ 630 đơn vị xuống còn 376 đơn vị, tương đương giảm 254 đơn vị. Trước đó, năm 2016, Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 22 sở và tương đương. Sau sắp xếp, giảm từ 204 phòng xuống 158 phòng, giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng. Số trưởng, phó trưởng phòng dôi dư được giảm dần trên cơ sở nghỉ hưu, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm ở những vị trí thích hợp, đồng thời sắp xếp các cơ quan hành chính, hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Theo đó, giảm từ 401 đơn vị xuống 280 đơn vị, tức giảm 121 đơn vị, tương ứng 30,2%. Năm 2017, thành phố Hà Nội tiếp tục xác định tỷ lệ tinh giản biên chế đến 2021, tối thiểu là 10%. Với biên chế công chức hành chính, thực hiện theo đúng số biên chế mà chính phủ giao cho Hà Nội là 9.116 công chức, giảm 1,5%. Thưa quý vị, lũ lụt cùng với lở đất đã cướp đi sinh mạng của 254 người tại Colombia, đồng thời nó cũng phá hủy hoàn toàn một ngôi làng và làm hàng trăm người dân bị thương. Hiện tại thì lực lượng cứu hộ đang khẩn cấp tìm kiếm và cứu những nạn nhân còn bị chôn vùi trong đất. Nhiều dòng sông tại khu vực tây nam thành phố Mocoa đã bị vỡ bờ, khiến một lượng nước cực lớn cùng với bùn đất đổ vào những khu dân cư gần khu vực đó vào sáng sớm ngày 1 tháng 4. Ngay sau đó, lực lượng ứng cứu cho biết họ đã cố gắng kéo 82 nạn nhân ra khỏi dòng lũ tại thị trấn Villagazón và cho biết vẫn còn nhiều người hiện ở trong đống bùn lầy. Tổng thống Juan Manuel Santos thông báo trên đài truyền hình quốc gia đây là một tai nạn khủng khiếp với nhiều người và hy vọng số lượng người thiệt mạng sẽ không tiếp tục tăng lên nữa. Ông cũng cho rằng thảm họa lần này là do hiện tượng biến đổi khí hậu gây ra. Hiện tại, tổng số lượng người đã chết đã dâng lên 254 người và số lượng người bị thương là 200 người. Lực lượng cứu hộ khẩn cho biết có hơn 500 người hiện đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Lực lượng cứu hộ đã giúp đỡ 10 trẻ em bị thất lạc bố mẹ về với gia đình. Hiện tại, chính phủ Colombia đã hỗ trợ cho mỗi gia đình có người bị thiệt hại trong trận lụt và lở đất lần này là 6.400 đô la Mỹ. Đồng thời, chính phủ sẽ chịu toàn bộ viện phí và chi phí tang lễ. Quý vị đón chào tháng 4, mở màn cho mùa hè, mùa du lịch vui nhộn. Vietjet đã công bố mở bán 1 triệu vé máy bay không đồng trong 3 ngày vàng là ngày 3, ngày 4 và ngày 5 tháng 4 năm 2017 cho tất cả các chuyến bay nội địa của hãng. Khách hàng có thể mua vé tiết kiệm chỉ từ 0 đồng vào khung giờ từ 12 giờ đến 14 giờ tại website vietjetair.com, Facebook Vietjet và ứng dụng của hãng trên điện thoại thông minh. 1 triệu vé không đồng mở bán đợt này của Vietjet áp dụng cho thời gian bay từ ngày 1 tháng 5 2017 đến 20 tháng 12 năm 2017, trừ các ngày lễ Tết cho tất cả các đường bay trong nước của Vietjet. Với dịch vụ vượt trội, hạng vé đa dạng, giá vé hấp dẫn, Vietjet mang đến cho hành khách trải nghiệm bay trên tàu bay mới, ghế da êm ái, thức ăn nóng ngon miệng và các dịch vụ tiện ích cộng thêm thú vị để mang đến cho hành khách một mùa hè rộn ràng ngay những ngày đầu tháng 4, thời điểm vàng để các tín đồ du lịch săn vé với mức giá vô cùng tiết kiệm. Thị trường sữa tiệt trùng dành cho trẻ từ 6 đến 12 tuổi của Việt Nam vừa chào đón thêm một đối thủ cạnh tranh đáng gờm khác là dòng sữa tiệt trùng của Nestle. Sự kiện ra mắt dòng sản phẩm này vừa chính thức diễn ra hồi cuối tuần qua. Dòng sữa tiệt trùng của Nestle Việt Nam hướng đến nhóm trẻ từ 6 đến 12 tuổi. Đây là giai đoạn vàng phát triển chiều cao của trẻ. Sản phẩm cung cấp 25% nhu cầu canxi hàng ngày cùng các dưỡng chất thiết yếu khác như vitamin B, chất đạm.
Đặc biệt, theo đại diện Nestle Việt Nam, canxi trong sữa tiệt trùng Nestle là 100% canxi tự nhiên. Sản phẩm có 3 hương vị khác nhau, gồm trái cây, việt quất, xoài, đào, dạng hộp 180ml. Sản phẩm sẽ được phân phối rộng rãi tại hệ thống các cửa hàng, siêu thị trên thị trường phía Bắc với giá 29.000 đồng một lốc 4 hộp. Các nghiên cứu về dinh dưỡng chỉ ra rằng các vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là canxi, chiếm 98% hệ xương và răng, rất cần thiết trong giai đoạn trẻ cần phát triển chiều cao. Nếu thiếu canxi trong giai đoạn này, trẻ có nguy cơ chậm lớn và thấp còi. Thực tế, đến 25% trẻ em Việt Nam bị suy dinh dưỡng hệ thấp còi. Theo thống kê của Viện Dinh dưỡng Quốc gia vào năm 2016, và Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới. Tuy nhiên, các báo cáo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng cho thấy hàm lượng canxi trong bữa cơm hàng ngày của người Việt chỉ đạt khoảng 50-60% so với khuyến nghị thế giới. Thêm vào đó, các bà mẹ rất khó kiểm soát được việc con mình đã được cung cấp đủ canxi hàng ngày hay chưa. Do đó, việc bổ sung canxi từ sữa đang được xem là giải pháp phù hợp, giúp các bà mẹ có thể tính toán được lượng canxi cung cấp cho trẻ mỗi ngày. Thưa quý vị, công ty Care Việt Nam vừa tổ chức họp báo công bố chính thức trở thành thành viên của tập đoàn Taisei, một tập đoàn chuyên dịch vụ vệ sinh công nghiệp và quản lý tài sản của Nhật Bản. Tại buổi họp báo, bà Trần Thị Bích Thảo, Tổng giám đốc Care Việt Nam cho biết vào đầu năm nay, Care Việt Nam và Taisei đã đạt được thỏa thuận về việc tập đoàn này sẽ góp vốn trở thành cổ đông lớn nhất của Care Việt Nam, nhằm đẩy mạnh phát triển lợi thế của hai bên. Tất cả thủ tục pháp lý liên quan đến thương vụ này đã hoàn tất trước ngày 31 tháng 3, 2017. Sau thỏa thuận, Taisei nắm giữ 70% cổ phần của Care Việt Nam. Ông Norihiro Kato, hiện là giám đốc của Taisei, giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của Care Việt Nam. Bà Trần Thị Bích Thảo, hiện là tổng giám đốc của Care Việt Nam, sẽ tiếp tục giữ chức vụ này. Theo Care Việt Nam, việc chính thức trở thành thành viên của Taisei đánh dấu bước ngoặt mới trên chặng đường phát triển 10 năm qua của công ty này. Từ thời điểm này, Care Việt Nam sẽ chính thức nhận các hỗ trợ về kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn, máy móc và trang thiết bị từ Taisei để trở thành công ty quản lý tài sản hàng đầu tại Việt Nam. Tập đoàn Taisei chúng tôi có hơn 60 năm kinh nghiệm kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý tòa nhà. Chúng tôi sẽ triển khai những phương pháp kỹ thuật đã thực hiện tại Nhật Bản vào Care Việt Nam để phát triển Care Việt Nam hơn nữa. Care Việt Nam hiện là một công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp. Trong tương lai, ngoài dịch vụ này, chúng tôi sẽ chú trọng triển khai tất cả các dịch vụ liên quan đến quản lý tòa nhà, với mục tiêu đưa Care Việt Nam trở thành một công ty quản lý tài sản. Khởi đầu là một công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng với 20 nhân viên. Hiện Care Việt Nam đã phát triển trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp tại Việt Nam với hơn 4.500 nhân viên hoạt động trên toàn quốc. Công ty có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh và hai văn phòng đại diện tại Đà Nẵng, Hà Nội. Care Việt Nam cung cấp các dịch vụ như dịch vụ vệ sinh công nghiệp, vệ sinh bảo trì mặt ngoài cao ốc, khôi phục và đánh bóng sàn, kiểm soát côn trùng, cung cấp các vật liệu tiêu hao, mua bán trang thiết bị vệ sinh, v.v. Phần tóm tắt các thông tin chính vừa rồi cũng đã kết thúc lại bản tin FBNC ngày 3 tháng 4. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Và để biết thêm thông tin khác cũng như xem lại tất cả các chương trình đã phát trên kênh FBNC, mời quý vị tiếp tục truy cập vào địa chỉ website www.fbnc.vn. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và Tú Trinh xin chào, hẹn gặp lại.